Xin chào tất cả bác ạ, em là Hoài này, em lên video thanh lý đám mịn này. Em còn khoảng 25 viên đám mịn thôi, bình thường giá gốc là 100.000 một viên, hôm nay thanh lý 80.000 một viên nha các bác nhé. Đấy, ôi nhiều quá. Đấy, khi đá tự nhiên nhúng vào nước thì màu nó sẽ như thế này nha các bác nhé. Viên này là viên số 4 này, này. Màu, khi các bác nhúng màu vào nước này, lên bùn này. Đấy, nhúng vào nó sẽ lên như này. Đấy, nghe coi nha. Đấy, em thanh lý. Nghe bác nào mà có nhu cầu thì nhanh tay đặt hàng nhé các bác nhé. Không là không nhanh tay mình nên lại hết hàng mất. Các bác phải nhanh tay đặt hàng nhé. Ưng mẫu nào đặt liền luôn. Đấy. Đấy, đá mài mịn, độ mịn nó sẽ rơi vào khoảng 2000 grit các bạn. Đấy, viên này những cái vạch trắng trắng này các bác nhìn này, đây là vân đá hoàn toàn tự nhiên luôn nhé các bác nhé. Đa số thì viên nào cũng có. Đấy. Chứ không phải là vết nứt. Vết nứt nó phải là như cái video thanh lý kìa. Đấy, vết nứt hẳn ra. Còn đây là vân đá tự nhiên, viên nào cũng có, đa số là đều có hết đấy. Em thanh lý nốt là 80.000 một viên mài mịn, viên phá là 70.000 nha các bác nhé. Bác nào có nhu cầu chốt cái mẫu nào thì chốt liền luôn cho em nhé. Mẫu số này là mẫu số 18 này. Mẫu số 18 nha các bác nhé. Này, trên bề mặt đá rất là đẹp, không có gì đâu. Nhiều bác hỏi em là hàng thanh lý thì nó lỗi nhiều hay là hàng loại, nhưng mà không phải đâu các bác. Em thanh lý nốt, dọn nốt kho để hàng đón hàng mới về thôi. Đây. Đây. Bác nào có nhu cầu cả viên mịn, viên phá gì thì cứ liên hệ với em nhé. Đó. Viên đá rất đẹp. Viên mài mịn thanh lý 80.000 một viên. Viên phá thanh lý 70.000 một viên. Bác nào mua cả một cặp là 150.000 một viên. Và bác nào mua hàng thì liên hệ em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 nha các bác nhé. Em rất là nhiều. Còn nói chung là cũng vãn hàng rồi. Hôm qua em đang thanh lý là em cũng bán được nhiều rồi, sắp hết rồi. Đấy, chỉ còn phá mới. Đây, một cặp to, một thanh lý 150.000. Phí ship toàn quốc thì 40.000 nhé. Bình thường không thanh lý thì em lấy 30.000, nhưng mà thanh lý thì em cũng không chọn ship được nhiều, thì phí ship 40.000 thì là 190.000 nhé các bác nhé. Đấy, em cũng chỉ còn vài viên thôi. Đấy, còn lại là đá nhỏ mà. Nên là bác nào thích thì chốt liền nhé. Một cặp to là 150.000. Phí ship toàn quốc 40.000 là 190.000. Đấy, bình thường một cặp nhỏ nó đã là 170.000 cả ship rồi đấy các bạn. Nên là các bác nào mà tranh thủ em đang sale cái này thì chốt liền đá là mình đã được có đá mài để dùng rồi đấy. Đá mài tự nhiên. Đá mài tự nhiên này các bác dùng lâu lắm mới hết. Một viên đá. Đấy, một cặp to như này, 150.000, phí ship toàn quốc 30.000 nha các bác nhé. Viên phá độ nhám sẽ rơi vào khoảng 500 grit, viên mịn độ mịn rơi vào khoảng 2.000 grit chuyên mài sắc bén. Đây là viên phá mài tự nhiên. Đấy. Bác nào ưng có nhu cầu chốt thì nhắn tin cho em Hoài nhé. Nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em Hoài để em chốt đơn cho các bác gửi luôn. Đấy. Và khoảng thứ hai thì em sẽ có chuyến đám mới. Đó. Nha bác nha, bác nào ưng thì chốt liền, em cũng chỉ còn từng này thôi, hôm qua quay nhiều nhưng mà bán khoảng được 50% rồi đấy, bán được rất là nhiều. Đấy các bác nhá. Em Hoài xin chào các bác, cảm ơn các bác.